Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng cái máy tính làm sao cho nó được nhanh nhất và hiệu quả nhất Cái cách sử dụng những phím tắt liên quan đến phím logo no Windows mà hệ điều hành nó hỗ trợ Trong cái video lần trước thì mình đã chia sẻ đến các bạn cách mở cái bàn phím ảo Cái video lần này vì sử dụng đến các phím nóng trên bàn phím Mình đã khởi chạy cái bàn phím ảo trên màn hình để các bạn tiện theo dõi cái tổ hợp phím đầu tiên mình chia sẻ đến các bạn đó chính là tổ hợp phím tổ hợp phím đầu tiên mình chia sẻ các bạn đó là tổ hợp phím lá cờ Windows và chữ R thì các bạn ấn lá cờ và R một cái khung cửa sổ răn hiện ra và các bạn gõ cái lệnh OSK tiếp theo các bạn ấn OK thì cái bàn phím ảo hiện ra đây Cái tổ hợp thứ hai bạn mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là tổ hợp phím Windows E. Các bạn ấn Windows E thì một cửa sổ My Computer sẽ mở ra. Đó, giúp chúng ta có thể vào tác động rất nhanh vào từng thư mục một và vào từng ổ một rất là nhanh. Và chúng ta tắt đi. cái tổ hợp phím thứ ba mình muốn chia sẻ đến các bạn đó chính là cái tổ hợp phím làm ẩn hiện các cửa sổ làm việc an d các bạn ấn an d các cửa sổ làm việc đã ẩn hết xuống cái thanh tách ba này rồi và để hiện thị lại nên thì các bạn lại ấn tiếp tổ hợp phím an d cửa sổ làm việc lại hiện lên như bình thường cái tổ hợp phím thứ tư đó là tổ hợp phím Windows Tab. Các bạn ấn Windows Tab. Khi ấn tổ hợp phím Windows Tab thì nó sẽ mở ra cái chế độ xem thanh tác vụ đây. Và các bạn dùng đến cái nào thì các bạn nhả cái đó ra. Đây là mình muốn chuyển đến cái bàn phím ảo. Một cái tổ hợp phím thứ năm mình muốn chia sẻ đến các bạn đó là tổ hợp phím nã cờ Windows R. tiếp theo các bạn gõ cái lệnh PSR .exe sau đó các bạn gõ Enter cái chức năng này là chức năng ghi hình từng bước để hiểu rõ hơn về cái chức năng ghi hình từng bước cái này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn như sau Ví dụ như là bạn muốn hướng dẫn một ai đó làm một cái việc gì thì các bạn ghi hình lại và các bạn gửi file cho người ta. Ví dụ bây giờ mình muốn làm kiểm tra số người đăng ký trong một kênh. Các bạn ấn Start Record thì nó sẽ ghi hình này. Đây mình sẽ mở cái trình duyệt cốc cốc này ra này. Tiếp theo này. Mở cái nội dung này. mở ví dụ mục xem cái số người đăng ký là bao nhiêu này thì mình có thể ấn mục kiếm tiền này nó sẽ hiển thị cái số người đăng ký này đây 180 này đó thì bây giờ mình sẽ dừng lại đây mình sẽ stop lại nha các bạn nha thì khi đó là cái ứng dụng này nó hỏi là các bạn có lưu lại cái file vừa ghi không thì mình lưu lại ví dụ mình đặt tên nó là một và mình đặt nó ở tiếng top sau đó mình xếp nó lại và đây mình hạ cái xuống này cái file mình vừa ghi lại đây các bạn này bây giờ mình sẽ nó là một dạng file nén và mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé đây mình sẽ mở này thì đây đầu tiên là nó ghi cái màn hình của mình này đó, tiếp theo là mình mình mở kênh YouTube ra này nó cũng ghi lại một bước nữa này đó, tiếp theo mình bấm vào nội dung nó ghi lại một bước nữa này tiếp tục một bước nữa này và tiếp tục một bước nữa là nó hiển thị những người đăng ký cho mình này sau đó mình uh, dừng lại sẽ tốt lại rồi Đây là cái ghi hình từng bước các bạn nhé sau đó các bạn gửi cái file cho người khác và người ta nhìn vào và người ta biết sử dụng ngay lập tức Tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn một cái tổ hợp phím tiếp là tổ hợp phím thứ bảy là Windows cộng. Giả dụ các bạn mở một cái trình duyệt web ra nhưng đây chữ nó bé các bạn không không đọc được. Thì các bạn có thể sử dụng cái tổ hợp phím lá cờ Windows và cộng và mình thao tác luôn. Đây. Rất to à. Sao nó kích vào đâu à? sau đó kích vào nó sẽ rất là to và đây cái bàn phím mã cũng rất to luôn các bạn ạ và để thoát cái chế độ này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tổ hợp phím thứ tám đó là tổ hợp phím ná cờ Windows và dấu trừ các bạn ấn cái phím ná cờ và dấu trừ thì nó sẽ thu nhỏ lại như bình thường Mình để cái bàn phím ảo đây để mình vừa thao tác thì các bạn dễ theo dõi. Mình có thể chỉ trực tiếp trên đây cho các bạn thực hành được luôn sau khi xem video này một lần. Một cái tổ hợp phím tiếp theo đó là tổ hợp phím Windows cộng với chữ M thì nó sẽ thu tất cả các cửa sổ xuống cái thanh công cụ. Mình mở rất là nhiều cửa sổ này. Nhưng khi ấn phím lá cờ Windows và M thì nó sẽ hết xuống thành công cụ rất tiện các bạn không phải thao tác uh, từng uh, cửa sổ một như thế này nữa đây mình tắt cái uh, này đi một cái tổ hợp phím cuối cùng mình muốn chia sẻ đến các bạn trong cái video ngày hôm nay tổ hợp phím ná cờ windows và chữ n cái tổ hợp phím này nó có tác dụng là ra màn hình khóa hoặc là chuyển đến một cái tài khoản khác và mình ứng dụng luôn đó là khi đó máy tính sẽ hiển thị ra màn hình khóa và các bạn phải đăng nhập mật khẩu hoặc các bạn chuyển sang một cái tài khoản khác thì mình thì mình chỉ sử dụng một cái tài khoản này thôi nên mình đăng nhập lại trên đây là 10 cái chia sẻ của mình về các tổ hợp phím cùng với phím lá cờ Windows đó là cái phím tổ hợp phím WinE mở máy computer Win D ẩn hiện các cửa sổ làm việc Win ra màn hình khóa hoặc là chuyển đổi tài khoản Win Tab là mở chế độ xem thanh tác vụ Win trừ là thu nhỏ Win cộng là phóng to Win R gõ lệnh O SK là mở bàn phím ảo Và Win R gõ lệnh PRS.EE là mở ghi hình từng bước Win M là thu tất cả các cửa sổ xuống thanh tác vụ cảm ơn các bạn đã xem hết cái video chia sẻ của mình các bạn thấy video ý nghĩa thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết và áp dụng thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo lần sau